Đây là tầng 1. Chú chờ tí nhé, khách ở đây nhé, cháu xem trước nhà nhé. Đây chú đi. Vâng. Chú đang ngồi uống nước ở ngoài kia. Thế xong đợt này cô chú chuyển về đâu? Chú về bên đây, chú bên đây, Starlake. Starlake, ồ, về đấy đã cao cấp rồi. Chung cư cao cấp đấy. Chú nhập thạch hôm qua rồi. À vâng, thế là chú mua ở đấy à? Hả? Chú mới mua ở đấy à? Chú vừa mua được hơn tháng này. Ôi, thế không còn cháu nhỉ, cháu bán trong đấy đâu à? Cháu ở đấy bán á. Cháu bán chung cư ở đấy mà. Bán ở... Starlake này. Chính mình vậy. Không, cháu bán trong nhiều căn, thỉnh thoảng có căn trong đấy cháu ra là cháu bán mà. Thì chú mua căn tầng bao nhiêu? Chú mua căn là 21. 21 à? Và 901. Bên 901 à? Của B. Vâng, không, bếp, cháu biết, cháu biết, ba tòa ấy mà. Thế là chú mua cuối cùng giá bao nhiêu chú? Giá cuối cùng chốt lại thì nhưng mà nó đang phải mua trực tiếp, nó có khuyến mại. À. Bây giờ chú mua chốt giá bây giờ và tính ra vào 54. Thế được đấy, tại chú mua tài được đấy. Thì lên được giá thì chú mới mua, chứ còn nếu giá 60, 58, 90 thì... Đúng rồi. Thì như trước là toàn là gần 60 đấy. Vâng. Ở đây nó giảm 12%. Vâng, đúng rồi. Thì chú đến thì gặp luôn thì chú làm phòng mới tinh. Đúng rồi, chọn là phải mua qua nhỉ. Thế là chú cổ quyết lấy luôn. Thế mà cháu không gặp chú nhỉ, cháu lại bán được thì tốt quá. Vì thằng Toản bên này nó bán mà. À, cái thằng Toản bán. Nó ngay góc đấy. Vâng, cháu biết, cháu biết. Văn phòng ở đây. À, thì ra nó bán cho chú. Nó vào có 15 phút rồi dẫn chú đi, quay về rồi chốt tiền luôn. Ủa, thế thằng này ngon quá. Số đó là số ngon thì nó đúng rồi, số quá ngon luôn, kiếm tiền quá dễ. Bao tháng bảo là thằng này gặp cô chú sướng thật. Thế thì quá sướng luôn chú. Đúng không? Đúng, thế là quá ngon. Cả sân vườn, nó quay lên cái sân vườn đi ngay. Vâng. Đấy, nếu mà nó cây mấy rồi mình thì chú để lại cho to rồi cho gì? Vâng, đúng rồi. Nếu một cây như thế cần rồi mình cứ cây để rồi cái nào không cây vứt ra. Đúng. Ôi dạ, chú có vườn cây hướng nhảy thích nhỉ? Đấy, vườn cây đấy. Vâng. Đúng rồi. Nói chung là cái lúc này các anh chê nhưng mà các anh dàn tôi cũng phải chịu chứ mà. Vâng. Nhà chú thiết kế đẹp phết.